Câu chuyện truyền thanh Câu chuyện truyền thanh Quý vị và các bạn thân mến Theo thông tư 47 trên 2011 trên TTBCA quy định công an xã được xử phạt những hành vi vi phạm xảy ra trên tuyến đường liên xã liên thôn thuộc địa bàn quản lý và thuộc một trong các hành vi vi phạm sau đây điều khiển xe mô tô xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm chở quá số người quy định chở hàng quá cồng kềnh đổ xe ở lòng đường trái quy định điều khiển phương tiện phóng nhanh lạng lách đánh võng tháo ống xả không có gương chiếu hậu điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lớn chiếm hành lang an toàn giao thông. Để nhắc nhở bà con tránh vi phạm những hành vi vừa nêu trên các tuyến đường nông thôn trong những ngày giáp Tết, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Hết đường chối của tác giả Thúy Hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải trong vai Anh Tư, Kim Cương trong vai Chị Tư, Tường Duy trong vai Nam, Quốc sĩ đọc lời dẫn. Biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn Nông thôn giờ đây ngày một khởi sắc, con đường liên xã được mở rộng khang trang, những ngôi nhà mới mọc lên sang sát. Vợ chồng anh Tư sống sung túc trong căn nhà cấp 4 hướng ra mặt lộ. Mới sáng, anh Tư đã nghe chị Tư dồn giả đằng trước. Anh Nam, anh Nam, bữa nay đi làm sớm vậy sao? Chào chị, đi sớm cho kịp làm chị ơi. Anh Nam á, thiệt là giờ giấc nghiêm chỉnh quá nghe Làm việc nhà nước mà chị Phải nghiêm túc mới được Thôi tôi đi nghe chị Lúc nào rảnh á Qua nhà vợ chồng tôi chơi nha anh Nam Dạ được rồi chị Cảm ơn chị nha Nói chuyện chị à, vui vẻ quá vậy Sao kỳ vậy ta Kỳ vậy ta là kỳ cái gì Nói chuyện với chồng người ta Thì cười nói vui vẻ Nói chuyện với chồng mình á Thì cục cục hòn hòn không à Cái đó là không phải kỳ sao Thôi mệt ông quá đi mà mới mở mắt ra là quần áo bảnh bao rồi. Ông định đi đâu mà diện vậy hả? Đi chơi vòng vòng, chứ ở nhà có làm gì đâu. Khi nào tới lúc cho tôm ăn thì về. Ông đúng là kỳ thiệt mà. Biết làm sao mà người ta gọi ông là ông tư kỳ rồi đó. Làm cái gì mà kỳ? Hễ ở nhà là chịu không nổi. Tính tình gì, kỳ hết sức luôn á. Làm cũng phải cho chơi chứ. Cứ ở nhà suốt thì biết cái gì ngoài đời đâu. Ông làm như ông hay lắm vậy. Hay chứ sao không hay Chuyện gì mà tôi không biết Bà muốn biết chuyện gì thì tôi nói cho nghe nè Bởi vậy đi đây đi đó Nó có cái hay của nó Bay nhảy á Nhưng làm ơn đàng hoàng giùm tôi Đừng tưởng tôi không biết gì nghe Tôi rành ông sáu câu luôn đó <laughs> Rành sao nói nghe coi Thì cái gì cũng hỏi Sao kỳ vậy ta Sao kỳ vậy ta Nên chết danh tư kỳ đó Cái đó là tinh thần cầu tiến Mình phải hỏi mới biết được chứ Ông bà mình nói á đi cho biết đó biết đây ở nhà với vợ biết ngày nào không. nói chung là khi đi ra ngoài gặp chuyện này chuyện nọ mình phải hỏi thì mới có nhiều hiểu biết rõ chưa mình ông đi chưa đủ hàng sao mà kêu tôi là bắt trước ông đi nữa cho đói cả nhà luôn hả thì nói chuyện với bà mệt ghê vậy đó thôi tôi đi chợ mua một chút đồ ông nhớ là phải về cho tơ ăn đúng giờ đó nghe chuyện đó là chuyện của tôi bà khỏi phải lo công chuyện làm ăn có nhiêu đó mà cũng cần bà nhắc nữa hay sao biết vậy là tốt á ở sát nhà anh nam mà ông không học được chút xíu nào tánh tình của anh hết trơn tôi ngài cái mặt khó đầm đầm vậy mà bà cứ khen nức nở hả sớm diện gì, gì đâu mà không có thiện cảm gì hết á có ai thèm nhờ giả đâu làm thấy phát mệt người ta là công an xã nên phải chín chắn đàng hoàng vậy đó ai như ông nghiêm túc quá mức cần thiết tôi chỉ cần ông nghiêm túc á được một phần mười của ảnh á là tôi mừng rồi đó bà rảnh quá à, nên xin tào lao không hả à? coi thường chồng vừa vừa thôi nghe đời mà chưa chắc gì ai hơn ai đâu ở đó mà so sánh vậy chứ ông không thấy hay sao người ta đi làm về là sắn tay phụ vợ con có chơi bời nhậu nhẹt gì như ai đâu mỗi người mỗi tánh một công việc có chồng như tôi á mà không biết hưởng phước càng nói chuyện với bà càng mất hứng à tôi đi à tôi cũng đi chợ đây nè đóng cửa đem chìa khóa theo luôn nghe không để không thôi á, rồi đứng ở ngoài như mấy lần trước nữa đó biết rồi vợ con gì đâu không có lúc nào nghĩ tốt cho chồng hết từ nhà ra thị trấn không xa con đường trải nhựa bằng phẳng êm ái chị tư đang chạy xe bon bon trên đường chợt chị thấy thấp thoáng bóng dáng của mấy anh công an đằng trước chị chạy xe chậm lại quan sát thì thấy Nam ra hiệu dừng xe lại. Chị Tư dồn dã. Ủa, anh Nam, mới gặp hồi sáng, giờ gặp nữa. Thiệt là có duyên ghê luôn vậy đó nghe. Xin lỗi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Xin chào chị. Chào hỏi gì không biết nữa. Quen mà, làm như xa lạ lắm vậy đó. Xin lỗi, xe chị không có kính chiếu hậu. Chị đã bị vi phạm. Trời ơi, Đứa con ở nhà đêm hôm Nó trèo lên xe Làm xe ngã Rồi bể mất cái kiến chiếu hậu Thông cảm nha anh Nam Trời ơi Cái kiến có chút xíu mà nó làm bể Bởi vậy sáng nay Tôi đang chạy ra chợ mua cái kiến khác gắn vô đây nè Bỏ qua giùm nha anh Chuyện chị mua kiến gắn vô là chuyện khắc phục hậu quả Còn hiện tại á Chị đã bị vi phạm Nghị định 100 trên 2019, Nghị định của Chính phủ, với mức tiền phạt từ 100 đến 200 ngàn chuyện có một chút xíu mà anh nam làm khó quá chỗ hàng xóm láng giềng xí xóa đi anh anh bỏ qua cho tôi lần này á tôi sẽ không bao giờ tái phạm đâu xin lỗi chị chúng tôi đang làm nhiệm vụ ừ, sao bữa nay lạnh lùng quá vậy chị ký vào biên bản này đi chị còn bị phạt cái lỗi á không đội mũ bảo hiểm nữa đó tính sáng một bên nên chạy ù ra chợ mua đồ là chạy về liền hả đầy ra đó đồ có bao xa đâu với lại mới sáng nên không có đội nón Trong làng trong xã Chứ có đi đâu xa xôi đâu mà đội Chị ký vào biên bản đi Xui ghê Tự dưng ký biên bản Cái kiến chiếu hậu nhỏ xíu cũng phạt Cái nón bảo hiểm quên đội cũng dính nữa Chúng tôi nhắc lại Chị ký biên bản đi Trời ơi Cái gì kỳ cục vậy Hết phạt này tới phạt cái kia làm sao Chị đã vi phạm bao nhiêu lỗi Thì sẽ bị xử phạt bấy nhiêu thôi Vừa vừa phải phải thôi nha anh Nam Anh đừng có lộng quyền á mới là công an xã mà anh đã làm quá anh mà làm lớn chút nữa chắc chết cả xã này luôn á làm gì mà hết bắt lỗi này tới bắt lỗi nọ làm sao cái gì bỏ qua được á thì bỏ qua cho dân nhờ người ta nói quan là đại tớ của dân vậy mà toàn thấy hành hạ làm tình làm tội dân không à xin lỗi chị chị đã vi phạm giao thông nên chúng tôi chỉ làm đúng theo luật thôi trời đất ơi cái gì đây sao lại xử phạt tôi không ký anh tránh ra đây cho tôi đi. Vì mà còn làm như vậy là thêm cái tội chống người thi hành công vụ đó. Thôi mà có gì từ từ nói, đợi một chút nghe, để tôi kêu ông này coi làm sao. Alo, anh ơi, anh chết em rồi cứu em với. Anh mới đang sắp chết nè, bị chặt heo quá trời, xui tới tận con hủ luôn hả? À. Anh mới sắp chết nè. Trời ơi là trời Bây giờ mà còn đánh bại đánh bạc được nữa đó hả Em sắp chết tới nơi rồi nè Ra cứu em đi Không là đừng có trách là nghe Rồi rồi em bị gì Nói nhanh đi suối hẻo thiệt mà Em bị công an bắt rồi nè Hả cái gì Làm gì mà bị công an bắt Công an kêu em á là ký giấy phạt Vi phạm tầm lum hết đây nè Giờ phải làm sao đây Ủa vậy hả Để anh ra đó cứu em liền để anh một chút nha Anh ra liền bây giờ nè anh nam anh đợi một chút nghe chồng em ra rồi tính rồi, rồi 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 muốn ký gì thì ký chúng tôi chỉ làm theo đúng chức trách nhiệm vụ thôi cứ nói vậy hoài á mệt biết rồi anh đợi một chút đi đợi người nhà chị đến thì cũng giải quyết được gì đâu kìa kìa kìa, kìa. chồng em ra tới kìa chồng ơi chồng trời ơi tưởng ai quá ra là anh nam anh nam ơi đây là vợ em mà dạ ơi có anh rồi không sao đâu anh chạy xe phóng nhanh vượt ẩu như vậy á đã vi phạm luật giao thông rồi đó cái gì cái gì mà vi phạm sao anh chạy nhanh chi vậy thì em nói em đang bị công an giữ thì anh phải ba chân bốn cẳng chạy chứ làm sao nữa còn cái xe này á là xe của ai anh mượn của thằng hai cò chạy ra đây luôn đó rồi sao không đỡ nón bảo hiểm vậy trời gì vậy sát một bên chạy ra có chút xíu thôi đội làm gì trời đất ơi là trời dính chùm rồi cái gì mà la trời la đất rồi dính chùm là sao nghe tin em bị bắt là anh chạy ra liền mà em còn la lối gì nữa nón bảo hiểm anh đâu ờ à, thì hồi nãy gấp quá à, nên quên đội trả lời đi vợ dính chùm chưa anh đã vi phạm không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền từ hai trăm ngàn đến ba trăm ngàn cái gì tôi chỉ chạy ra đây coi vợ tôi ra sao thôi mà ở nhà ra đây không được hai phút nữa không đội mũ bảo hiểm cũng có bị gì đâu anh ký vô biên bản vi phạm đi cái gì vậy trời cái gì mà phạt giả tôi có làm ảnh hưởng gì đâu tôi chỉ chạy ra đây coi vợ tôi có làm sao không chứ tôi có tham gia giao thông đâu mà xử phạt anh vi phạm á thì chúng tôi phải phạt thôi không được phạt vợ tôi rồi á giờ phạt tôi nữa là sao chán ghê á tính đâu á anh giúp được gì cho em ai ngờ thôi ký đi để một hồi á bị phạt thêm cái tội chống người thi hành công vụ nữa đó Trời ơi, sao kỳ vậy trời? Kỳ cái gì mà kỳ? Tối ngày chỉ biết hở ra là kỳ 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 kêu giải cứu mình á mà còn làm mắc kẹt thêm cái tội không đội mũ bảo hiểm nữa. Có tức không chứ? Tại anh lo cho em thôi, gấp quá mà. Kêu anh ra cứu, chứ kêu anh hấp tấp chạy thục mạng ra đây hồi nào, rồi mang quả thêm đây nè. Từ nay cứ kỳ nữa đi. Khoan đã, anh nhớ ra rồi. Vụ gì nữa đây? Anh Nam á là công an xã, còn anh kia là dân quân tự vệ Ai mà không biết chuyện đó Theo như anh biết á Thì chỉ cảnh sát giao thông Mới có quyền kiểm tra xử phạt vi phạm giao thông thôi Công an xã dân quân tự vệ á, Làm gì có thẩm quyền chứ Chắc không đó Chắc mới nói à nghe Chắc như bắp rang Vậy hả Trời ơi anh Nam Anh vừa phải thôi nghe Vừa quá thẩm quyền của anh rồi đó Làm công an xã Hạch sách dân vừa vừa phải phải thôi chứ Làm quá trời quá đất à khiến tôi nãy giờ gian sinh mệt muốn chết à đi ra đi tránh chỗ cho vợ chồng tôi về vợ chồng tôi còn mần ăn nữa mệt mấy người quá à ở không dễ sợ bởi vậy mình mà không biết luật á là chết như chơi thấy không đó à, em thấy ăn giỏi không ừ lần này á là thấy anh giỏi thiệt á à. <laughs> còn so sánh với người ta nữa không hết rồi thực tế chứng minh rồi xin lỗi anh anh nói hết chưa anh nói mình biết luật chứ gì biết rõ là đằng khác, các anh không có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt gì tụi tôi hết. Tôi khẳng định anh đã vi phạm luật giao thông. Vi phạm thì cảnh sát giao thông xử phạt, đâu phải mấy anh. Này nha, anh nghe cho thật kỹ nha. Theo quy định tài khoản 2, điều 8, nghị định 27 năm 2010, thì công an xã có quyền xử phạt những lỗi vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của mình. Anh rõ rồi chứ, vậy ký biên bản đi. Ủa, 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 Vậy là sao ta Ai biết Anh nói mình hay lắm mà Sao lại hỏi em Sao kỳ vậy ta Cứ sao kỳ vậy ta hoài á Mệt quá Biết thì thưa thốt Không biết thì vừa cột mà nghe chứ Không lẽ anh nhớ lộn sao trời Thôi mệt quá Ký biên bản nộp phạt rồi về Lần này á bỏ cái vụ kỳ rồi hen Quý vị và các bạn thân mến quý vị vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh hết đường chối của tác giả thúy hằng đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin được khép lại quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt